con đang chuẩn bị thả đây rồi. Con này diêu đỏ, diêu đỏ đeo bộ này khoảng 2, 4, 6, 7 quả. Diêu bộ này gọi bộ chuông. Mình xin chào tất cả các bạn nhé. Lại có buổi chiều gió đẹp rồi. Các bạn có xem kênh cho xin một like, một đăng ký kênh. Ui, có hàng chuột đẹp thế nhỉ. Nhiều chuột lắm ở đây. Một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi đi được rồi. Thả đi. Thả lên thế nào. Nào 1, 2, 3 lên luôn. Lên đấy. Ui vừa sáo thế nhỉ. Vừa sáo thế nhỉ. Lòng hơi lòng sáo rồi. Sáo hơi lỏng lỏng một ít. Đây, nhiều con lên lắm ở đây. Chỗ này là có 3, 4, 5 5 tên luôn. Nhiều thế, à có đèn đỏ. Đấy, cho đèn sớm thế. Đây có tên xanh này. Xanh này là xương tre nhưng mà chắc á, nhìn chắc á. À, con này là con đỏ nhưng mà mình nghĩ là con này hơi lặng đầu. Gió mạnh lên được, gió sẽ không lên nổi được. Kia, cầm dây ở chỗ kia. Rơi ở đấy. Lên không? Đây. Đi là thấy rú mất cả xuống này. Mình nghĩ con này nó hơi lặng đầu anh em ạ. Con này tương lai không thể trụ được, phải xuống á. Thì thấy lặng đó. Đấy, đông như hội rồi. Đông như hội thả diều rồi. À, con này xuống, con này xuống. Bảo ngay mẹ, con này không thể xuống được. Không thể trụ được. Éng. Tại là mình thấy nó lặng đầu. Cô
chưa? Đồng như kiến luôn. Đồng chưa? À con mai anh kia. Mai anh kia. Mai anh kia. Đồng thế. Đây là hôm nay mới bắt đầu là kiểu như là tập duyệt để ngày hội tiếng Anh thôi.